kéo vào. Rồi. Nhưng mà cho nó lợi lợi mặt bé kia tí. Có cần thôi mà, có cần đây là lấy chụp cảnh thôi. Cần thôi. Cho đứng lùi lại nào. Hậu, hậu kỳ. Các bác là đang đi xem cây cối thì lại gặp ông Bình Trọng với lại bố của ông là nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng đang quay phim hài Tết ở chỗ khu vực đào quất kia. Tôi cũng làm một chút quay lại cùng với cái video cây cối này. Thì đào quất thì nó cũng nhiều quá, quay nó cũng loạn, chỗ nào nó như chỗ nào thôi. Nhưng mà may thấy một cái vườn ở chỗ khu vực sân vận động Mỹ Đình này. Cái chỗ trưng bày đào quất ấy thì có một cái chỗ có những cái cây đỗ quyên rất là hay, đỗ quyên nữ hoàng này. Đó, đỗ quyên rừng này. Rất hay, và xem nó có tính chất bonsai cao, và xem một số cây và để có thể tham khảo một số giá một số cây quá nhé, nhưng mà chắc chắn là rất là cao rồi. Đỗ quyên sứ nóng, đỗ quyên sứ nóng. Cây này thì của bác Minh Lê Minh Pharmaco, nếu mà các bác hay trên diễn đàn cây cảnh có bác này. Bác này chuyên những cây mà xa xỉ, liệu đá rồi là đỗ quyên sứ nóng các thứ, rất là nhiều cây lạ. À, cây dáng dấp rất là đẹp, rất là tốt, chân vệ ngủ hiếp, chân vệ. Để vào nói chuyện với đồng chí kia một tí. Cây rất là già. Đây này đang có hoa đây. Các bác nhìn thấy cảm giác nó như là cây khai thác đó. Đỗ quyên sứ nóng. Đây có cả của bác địa chỉ Minh này ở trên Lào Cai. Tôi có mấy lần nào liên hệ với bác này. Sapa. Quyên sứ nóng. Đây một cây thác đổ rất đẹp. Đỗ quyên thác đổ rất đẹp. Rất đẹp, tán đổ xuống. Thiếu chút chân bệ. Đấy. Thiếu chút chân bệ. Có vẻ trồng cũng đơn sơ, cũng dễ sống thôi. Nụ này chui chít này mà làm một đôi mà ở hai bên thềm thì thôi rồi. Vâng, cái cây như này không biết bao tiền. Cái này 52 triệu của nhà mình luôn đấy đâu. Dạ. 52 triệu. Hỏi sơ một cây là mình có thể biết qua qua rồi, còn những cây khác mà thực sự quan tâm thì alo thôi, và là tí đã làm việc. Rất nhiều đỗ quyên, chuyên đỗ quyên
tuyết. Cây tùng tuyết cũng rất hiếm, có cái bệ cái gốc nó như là gốc khô, gốc như là đã một là cái cây củi khô rồi, thế là nó vậy. Sự sống vẫn như này. Đang có hai cây đây giống này, trồng rất đơn sơ. Đào quất thì bạt ngàn này, chả biết cả lan này thì không biết có nhiều người mua không, mà năm nào cũng bày bán. Cái này cũng hay này. Đỗ quyên sứ nọc. Đang vật lá già đẹp nhỉ, cây này tán thiết đẹp. Tại sao lại gọi là đỗ quyên sứ nóng nhỉ? Tại sao lại gọi nó thuộc về vùng nóng ấy anh? Có Việt Nam có thuộc là vùng nóng không? Cái này nguồn gốc của nó là từ bên Lào này. Nhưng mà mình trồng vẫn thoải mái đúng không? Cái này nó thần được hơn chục năm rồi. Hoa rất đẹp. Nó sống ở vùng nóng nên gọi là sứ. Như ví dụ như cây như này thì khoảng bao tiền? Cây này thì nó khoảng 150 triệu. 150 triệu. Chứng tỏ cái giống giá này đây à, có giá luôn ở trên đúng không? Chứng tỏ cái dòng này rất là quý đúng không? Dòng này giờ hiếm lắm. Mà mình có rất nhiều. Đấy, có giá luôn, cái số đấy là nhân với đơn vị triệu đấy, triệu đồng này. Này phải dân chơi biết chơi thì nhìn thì thấy ngay. À tức là có số luôn, đỡ phải hỏi nhiều. Ví dụ cây này 80 triệu. Này thì lại rất là quần thụ mà 86 triệu. Đấy. Xem giá tất nhiều lắm, mấy chục gốc, 100 gốc, 186 triệu. Gốc này rất khắc cổ. Để nó chơi tán thì cây thác đổ với cái cây của cậu ấy đang vặt lá thì lại nó tán đẹp. Để mà chơi cốt cán thì chơi những cây này. Ở đúng Tết các bạn nhé, đang rất nhiều nụ. Cây này là 360 triệu. Cây trên thì chắc đắt hơn. Cây trên gọi cồn, bệ viết cồn 560 đúng không? 560 triệu. Đó. Để xem cây nào đắt nhất. Chắc có lẽ là cây này. Có lẽ đắt nhất là cây này. Trong cái rừng Lào, rừng quất này là hiếm có một số cây bonsai lắm, chỉ có chim mai nữa được quay thôi. Cây
cây kia thì nó nhiều quá, nó giống nhau quá. Thì gặp được cái vườn bonsai quay thì cũng thấy thích thú lắm. Cây này thì 230 triệu. 230. Tóm lại là cái cây 500 mấy kia là khủng nhất ở đây. Hoa đỗ quyên thì đẹp lắm, đẹp vô cùng. Xem cây này vậy. Cây này cũng rất là hoành tráng. 504. Một số hoa đã nở. Đỗ quyên xứ nóng nó hơi khác mình một chút. Hơi khác đỗ quyên bác thường thấy một chút. $120 triệu cây này. $18 triệu. Và có lẽ cây này là rẻ nhất ở đây. 260. Này thì ghi giá luôn, chẳng cần hoàn cả. Để phục vụ đại gia và những người biết chơi. Nhất là đại gia phải có tiền rồi đã, ra được biết chơi. Cây này 42 triệu. Cây này vừa quay đây thì 136 triệu. Đấy, cây này có cái giá mà đấy, mình vừa nãy mình chưa biết. Cây hoa rất đẹp. Cây ăn hoa rất đẹp. Hoa. Cây này là đắt nhất. Hoa cây đầu tiên quay là đắt nhất. 860 triệu. Gần 1 tỷ đồng. Cây này với cây kia. Trong kia. Cây này đẹp, cây này để chơi hoa đẹp, 32 triệu. Rồi nhá, ra tham khảo nhá.